Chào mừng toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio hôm nay mang đến với các bác một bộ sản phẩm hơn 10 triệu gồm có một đôi Diatone DS66EX và một con săn sui AU Alpha 507i mặt gương. Một bộ đôi các bác vừa nghe nhạc, nếu các bác muốn khát các bác có thể ghép con vang. Bộ này thì chút nữa em sẽ báo giá cụ thể, các bác có thể chơi cả bộ hoặc loa âm đi tùy. Đôi 66EX sở hữu là một bát 27, một trung và một chép. Ngang của đôi này là 33 và sâu là 30, cao là 60cm. Đôi này có trở kháng là 6 ohm và 100 mắc của nó là 230W một chiếc, một đôi là 406 mắc. Con cũng như Sansui AU Alpha 507i sở hữu 175W và giải ohm cũng rất là ok, từ 6 cho đến 16 ohm. Em xin quay chi tiết cho các bác. Một bộ cụ thể là 11.700.000. Các bác có nhu cầu sở hữu một bộ combo, alo cho em theo số 098 369 8887. Các bác có điều kiện thì qua số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Em xin mời các bác thầm âm và nghe nhạc. Các bác có nhu cầu sở hữu alo sớm cho em. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.